Đến với chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc. Mình không biết bằng lý do gì bạn đang có mặt ở đây ngày hôm nay, nhưng mình tin chắc rằng bạn đang quan tâm đến việc học tiếng Anh của mình. Tên mình là Lina Nguyễn, chuyên gia đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc. Trong rất nhiều năm vừa qua, mình đã đào tạo cho rất nhiều học viên mất gốc có thể nói được tiếng Anh, và rất nhiều trong số họ đã có thể chinh phục tiếng Anh của mình. Đó là lý do vì sao hàng ngày mình nhận được rất nhiều những câu hỏi của mọi người. Họ hỏi mình làm thế nào để có thể giúp họ, những người mất gốc tiếng Anh, có thể chinh phục được tiếng Anh. Đó là lý do vì sao mình vẫn luôn đau đáu để cho ra đời một khóa học online trực tuyến để giúp mọi người giải quyết vấn đề tiếng Anh của mọi người. Và ngày hôm nay mình đang ở đây để chia sẻ với bạn về khóa học tuyệt vời này. Với thiết kế gần 40 bài học, chương trình online này được thiết kế một cách đặc biệt dành cho những người mất gốc. Nếu như bạn là những người mất gốc tiếng Anh, bạn chưa biết gì và bạn đã nỗ lực rất nhiều năm nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn của mình, thì đây chính xác là một khóa học dành cho bạn. Với mức học phí chỉ bằng 1/10 học phí của chương trình online, đây là một khóa học trọn đời giúp bạn được học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Nếu như bạn là người bận rộn, bạn không có đủ thời gian và sự thu xếp của mình để đến chương trình offline của các trung tâm Anh ngữ, thì đây là một khóa học được thiết kế cho chính bạn. Với sự hỗ trợ của mình và những kinh nghiệm của mình trong suốt 3 năm qua, những câu chuyện truyền cảm hứng của mình đã giúp mình có thể vượt qua được những vấn đề khó khăn trong học ngoại ngữ. Mình tin chắc rằng mình có thể đủ kinh nghiệm và sự trải nghiệm của mình để giúp bạn có thể giải quyết vấn đề tiếng Anh của bạn. Và hãy để mình đồng hành cùng với bạn trên con đường chinh phục tiếng Anh, giúp bạn có thể trở thành một công dân toàn cầu. Hẹn gặp lại bạn trong khóa học tuyệt vời này.